Hello, xin chào mọi người, mình là Tim Vlog đây. Hôm nay thì mình lại sẽ tiếp tục làm cái plan phân tích kế hoạch đi lệnh cho phiên ngày của ngày hôm nay nha mọi người. Hôm nay là ngày 25 tháng 1 năm 2024, hiện tại là 7 giờ 52 sáng. Đâu rồi, cái... chả đâu rồi. Thì hôm nay thì mình sẽ canh bay này ở chỗ này. Nhưng mà chỗ này rủi ro cũng khá là cao đấy mọi người. Đấy, mọi người có thể canh bay một phát chỗ này. Đây, một phát chỗ này, đây một phát chỗ này nữa. Tiếp mình sẽ xem chỗ nào. Đây, bài ở cái gốc này. Gốc đẩy đi đi. Đây thì mình sẽ làm hai cái chi này. Bài 13.2 và 12.5. Tiếp đó 17.9. Chỗ này thì mình thấy nó rủi ro cao phết đấy. Nhưng mà nếu mà nó xuống chỗ này thì ít nhất thì nó cũng có một tí phản ứng. Nó sẽ xuống chỗ này xong nó phản ứng được nên ít nhất là cũng phải lên ở chỗ này. Còn chúng ta qua được xa hay không thì nó này là hên xui. Và nếu như mà nó mà đục qua chỗ này thì anh em chỉ còn bay ở chỗ này thôi, bay ở chỗ này trong phiên phiên Á. Nếu như mà nó đục qua chỗ này. Nhưng là mấy cái điểm TP 2029.8 này trở lên này thì mình nghĩ chắc chắn là trong phiên Á là không có cái TP đấy rồi. Còn nếu không thì nó có cái thì cả cái điểm 2023.8 này cũng khó này. Nhưng nếu như mà nó xuống đây nên từ chỗ này lên đó là tầm khoảng tầm bao nhiêu giá? 10 giá. 10 giá thì nó vẫn có xác suất. Nhưng mà thường thì nếu như mà trong phiên Á mà nó lên được 10 giá thì là nó sẽ lên ngay từ chỗ này lên. Chứ này nó lại không có chuyện mà nó lại xuống đây xong nó lại lên được thêm 10 giá nữa, nó hiếm lắm. Thì thường là nếu như mà nó lên được ở cái chỗ điểm này ấy, thì là nó phải là lên ngay từ chỗ này này. Chứ không phải là nó đi xuống đây xong nó lại lên 10 giá. Thế nên là mình nghĩ là cũng nắm thì nó lên được 2019 trong phiên Á này. Mà chỗ này là rủi ro cao phết nha. Nhưng mà tất nhiên là khi mà nó xuống đây thì nó sẽ có phản ứng rồi. Nhưng mà cái chuyện mà nó có đi được xa hay không thì nó lại là hết xui. Còn nếu như mà breakout qua vùng này. Nếu breakout. Cây nó cũng sao đó. Qua 11 thì sell breakout. TP nó có mực xa nhỉ?
Thế PK chắc được về bao nhiêu đây? 08 này. TP cũng không được xa đâu, bởi vì nó xuống đây là nó bắt đầu nó gặp gặp đúng phản ứng này. 08. Xem cái đẩy lên hạng 1 xem. 03.5. Sale ở đâu? Chỗ này thì tất nhiên là sale chỗ này tôi mở kìa. Nhưng mà nó đi chỗ này thì sale được chỗ này được. Xem lại khác. Sale chỗ này một phát đi. 25 một phát. Cộng đi chỗ này. Nó đi theo kiểu sói bọt đi xuống này thì tập bay nó gần như để không có kinh. Hôm qua lúc tối hôm qua phiên Mỹ nó xả đống cây bỏ 15 độ chót. Mọi người có biết hôm qua mình sell bao nhiêu? Mình sell ở cái giá 14 này, chắc không ai dám nhiều như mình sell ngay ở cái giá 14 này. Tất nhiên là mình rời cái SL dương ngay, bởi vì đấy là một cái kỹ thuật mới của mình. Nhưng mà cái kỹ thuật đó thì nó phải áp dụng thông minh. Nhưng mà tất nhiên là nó không không sập được đúng như ý muốn của mình. Khi mà nó cắn két SL dương một giá của mình phát thì nó lại trồi lên, thế là mình lại bay ngược lên luôn. Thế nên là hôm qua thì mình sell chỗ này thì lại không bị mất xu nào cả. Vẫn kịp đớp được một giá. Nhưng mà cái TP của mình của lại cái lệnh sell breakout này là TP xuống điểm này cơ, nhưng mà rất tiếc là luôn. Nó lại đi quét quét lại cái đáy chung 12 này xong nó lại liên tiếp. Điểm này cái sell chỗ nào đây? Đúng chỗ này là ngon này. Chỗ vùng 24 này. Đấy, chỗ này là ngon. Có điểm gì? Chỗ này có một đống cái vùng dâu đẩy. Rồi mình nghĩ là mình thích cái treo chỗ này hơn. Nếu không thì nó đến chỗ này. Từ này nếu mà sell ở chỗ này thì SL thì lại không biết nó để ở chỗ nào. Một thì có một cây phun lực xuống chỗ này. Sự điều không biết SL chỗ nào luôn.
H4 đây, H4. H4 đây là chỗ này. Khó. Cái điểm cạnh xe hơi khó. À, có chỗ điểm để L này. Ra chỗ này nó mới là cái điểm cạnh xe tốt nhất này. 24 N ở đây, N hai giá. Nếu mà xe ở chỗ này, xe ở chỗ này thì không biết để lợi nào cơ. Hay là mình kẻ fibo sai nhỉ? Tự kẻ lại cái fibo phát ra này. Bô thì lấy đúng là cái điểm này rồi. Điểm 0,382 đây rồi. Đâu gì hiện thì sao áp dụng cho tiền Mỹ đây, áp dụng cho tiền Mỹ là toàn ngay vì hôm nay nó có tin rất là mạnh nha mọi người, tin đấy rất là mạnh luôn đấy. Thế nên là mọi người mà hôm nay mà canh bài là phải cẩn thận vì bây giờ là cái xu hướng chủ đạo thì vẫn là xu hướng sell rồi, nhưng mà thế nên nào hôm nay là chúng ta canh bài phải rất là cẩn thận, bởi vì là tối nay nó có tin rất là mạnh, cái tin GDP đấy, thế nên là mọi người phải rất là cẩn trọng ở trong phiên Âu, là nó có thể là nó sẽ chạy trước tin, mà cái tin GDP đấy mà nó chạy trước tin ấy thì nó phải đi cho một vài chục giá. Có những cái thời điểm trong lịch sử nào con tin GDP này nó sập 37 giá trong một buổi tối, nên là hôm nay mọi người canh bài là phải rất cẩn thận. Kênh sale vùng nào? Cái vùng phía trên này chắc chắn là trong phiên Á là nó không lên được rồi. Cùng lắm thì nó lên được cái vùng 20-24 này thôi. Còn cái vùng này thì dành cho phiên phiên Âu mới để, hoặc là phiên Mỹ. Ở phiên Âu thì nó phải lên từ này.
Ấy. Phê từ miệng nha mọi người, bây giờ viết nhiều thì mình cũng ngại lắm. Ơi còn còn cái vùng này nữa, vùng này thì đồ rủi ro khá là cao. Vùng này thì cũng không biết để SL chỗ nào thôi. Xeo 19, 20. Lờ nó cũng khó. Này nó ngắn rồi mọi người. L21 rồi. Theo cái tỷ lệ RR đi, mọi người mà cảm thấy là cái tỷ lệ cái điểm TP nào mà nó vừa vừa miệng mình và nó vừa đủ cái tỷ lệ RR thì chốt ở chỗ đó. Chẳng hạn như là chúng ta sell ở chỗ này đi thì trung bình giá là 19.5, SL là 1 1.5 giá, thì chúng ta có thể là TP 2R, 3R, 1.5 giá, SL 1.5 giá thì có thể là ăn 3 giá hoặc là mà nó xuống đây thì xuống chỗ nào đây? Xuống chỗ đoạn 17 à. Thì là được 4 giá. Xuống sâu nữa thì đoạn này từ chỗ này 19.5 xuống đây là bao nhiêu? 9.5. Đây đã được 6 giá. 6 6 giá là 6 giá là 4R. Này thì SL hơi xa này, SL tận 36 rồi. Tại sao lại không phải là ở trên cái đỉnh dâu này? Thì thường đấy, nếu như mà nó lên lên chỗ này mà nó lên 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 chỗ này mà nó xuống luôn ấy, thì bình thường là nó sẽ chỉ lên được tầm này thôi, là nó xuống luôn này. Thế thì mình phải để chỗ đoạn 36.7 đi. Định ra là chúng mình giá chỗ này là SL là hơi xa đấy. Này 31 đến 34 chúng mình ra là bao nhiêu? Là 30 32.5. 32.5 đúng không? 32.5 36.7. SL 4 giá, chúng mình giá là SL 4 giá. TP thì tất nhiên là cũng phải tùy miệng thôi mọi người. SL 4 giá thì mọi người TP ít nhất còn là cũng phải 4 giá.
Còn nếu như mà nó phá qua những vùng này thì mọi người cũng có thể là lựa chọn đánh breakout. Mà đánh đánh breakout thì là phải có kinh nghiệm cơ, chứ nếu mà không có kinh nghiệm thì nó rất là nguy hiểm. Nó rủi ro rất là cao. Như hôm qua là mình sell breakout ở chỗ 14 này này, nhưng mà may là nó còn cho mình cái SL dương, chứ mà quả đấy mà nó phi ngược lên thì cũng hơi thốn, bởi vì là mình đi von cũng khá là to đấy. Mình đi dạo này là mình đi von toàn gấp gấp 5 đến gấp chục lần so với bình thường, bởi vì là chỗ này nó SL ngắn ấy, thế nên là mình đi von to mà pha đấy mà bị cắn là cũng hơi thốn. Ok mọi người, có lẽ là mình xin dừng video tại đây. Cảm ơn mọi người đã đón xem nhé. Hôm qua là mình cũng thức hơi khuya nên là cũng không còn là cái video nó chi tiết được. Mình này cái thời tiết lạnh nên là cũng ngại viết. Cảm ơn mọi người đã đón xem nha. Đâu rồi.